Thưa quý khán giả, hôm qua 2 tháng 9, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và những mặt công tác trọng tâm trong tháng 9. Trong tháng 8, Huyện ủy Vĩnh Thạnh đã lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành khá tốt các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là tập trung lãnh đạo thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả, quản lý kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, phát hiện và xử lý kịp thời các ca nhiễm. Trong xây dựng hệ thống chính trị, đã tổ chức triển khai quán triệt sơ kết tổng kết các nghị quyết chỉ thị của Trung ương Thành ủy, kịp thời, nghiêm túc và đạt chất lượng. Công tác cán bộ được kiện toàn từ huyện đến xã, thị trấn. Hệ thống dân vận, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp chăm lo, hỗ trợ giải quyết khó khăn cho người dân do dịch COVID-19. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng giảm 0,61%. Tổng mức hàng hóa bán ra và thương mại dịch vụ giảm hơn 21% so với cùng kỳ. Thu ngân sách theo pháp lệnh đạt 56,5% chỉ tiêu thành phố giao. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt gần 79% dân số. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Thạnh trong thời gian qua. Nổi bật là công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí lưu ý trong thời gian tới, Vĩnh Thạnh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Tập trung lãnh đạo rà soát tiến độ thực hiện các chương trình nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và của huyện. Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể rà soát lại tiến độ thực hiện các chỉ tiêu cả năm và tập trung dồn sức thực hiện đạt theo kế hoạch. Tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng phương án phục hồi sản xuất và tính toán đầu ra sản phẩm cho người dân. Triển khai thực hiện nghị quyết 68 của Chính phủ và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ phải đúng đối tượng. Lực lượng công an, quân sự tiếp tục tăng cường đảm bảo quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội, song song với công tác phòng chống dịch.